Mới đây, công ty đấu giá Julian Attraction ở New York của Mỹ cho biết là cây đàn guitar của Kurt Cobain, huyền thoại nhạc rock quá cố người Mỹ, đã được bán với mức giá gần 600.000 đô la Mỹ và cao hơn gấp nhiều lần so với giá trị ước tính trước đó của cây đàn này. Đại diện Cody Frederick của Julian cho biết, Kurt Cobain, thủ lĩnh của ban nhạc rock Nirvana, đã đập vỡ cây đàn này tại buổi biểu diễn ở thành phố Williamsport, bang Pennsylvania vào năm 1989. Chiếc đàn có chữ ký của cả ba thành viên ban nhạc rock từng nổi tiếng một thời. Julian Auction cho biết trước sự kiện đấu giá này, họ dự đoán cây đàn sẽ được bán với giá khoảng 60.000 đô la Mỹ, song con số thực tế là 595.000 đô la Mỹ, khiến họ vô cùng bất ngờ. Đây là một trong những cây đàn nổi tiếng nhất trong lịch sử nhạc rock and roll. Bởi yếu tố chiếc đàn bị vỡ là một minh họa rõ nét cho dòng nhạc vô cùng độc đáo và phóng khoáng này.